gom xe nha. 20 xe dân dùng. Duy ơi, Duy đòi nhà đây luôn. Em mới về một chiếc này nhá. Anh chị đang xem đây này, cũng 7 7010 đang xem. Còn chiếc này không một không nha. Cứ để từ từ đang xem. 7010 nha, chiếc này cũng muốn vượt hàng cái kia. Còn chiếc kia thì hôm bữa em có quay rồi nhá, mới về nhá. Còn chiếc này tiếp tục em quay cho các bác xem luôn này. Đấy đang ở tầng L đó. Đây, dân chạy xe mà không biết nữa để cho thơ mò chưa. Đấy tầng H đây. Đây này, gạt cái tầng này này. Đấy, kéo về sau. Chưa vô hết số. Giờ em sẽ quay cho các bác xem là tất cả các xe hiện tại em đang có nhá. Ôi, phá vừa thôi lại hư sân nữa. Rồi hiện tại em đang có các xe này như này nhá. Em sẽ để cho các bác xem. Một chiếc 7010 đây nữa này. Duy ơi, Duy lùi sát sát lại chiếc này luôn cho đẹp. Không zin của nó thì vẫn còn mướt bẩn luôn. Kéo thăng tay lên. Để kéo thăng tay lên đi. Tắt máy đi. Bô lô, không phải bô gì, hơi tiếc ra thôi. Rồi ok nhá. Để em điều nhìn cặp đèn chán chưa? Các để thay cặp đèn khác vào cho nó. Nhìn muốn hờn thật. Đấy, lại vỗ vỗ nó đi. Vỗ thì em lại đòi tiền vỗ bây giờ. Tao xe nhá. Đây, chiếc 7010 đây nhá. Chiếc này hôm qua em có quay rồi nhá. Em báo giá luôn. Chiếc này xả cuối năm nhá. Em bán luôn 155 triệu. Các bác nào ưng được em giả luôn. Chiếc này hôm bữa em đang bán 165 triệu đó. Giờ em bán lên 155 triệu được ok em chốt luôn nha. Chiếc này em đang bán 145 triệu đầu không nha. Đó, các bác nào ưng được thì em lấy. Chiếc 275. 275, chiếc này 98 triệu đầu không nha. Chiếc này em cũng có quay video rồi. Có một bác Thanh Hóa đang hỏi em nhưng mà hiện tại em đang lấy. Chiếc này là chiếc MT26, MT26 này em chốt rồi nhá. Bác ở bên Đắk Lắk gần nhà súp đang chờ sang xem xe. Mới cọc cho em 2 triệu đang chờ xem sang xem xe nhá. Chiếc Kubota L138 này. Chiếc 4202 em có quay được rồi nha. Đây là chiếc 455 em chốt rồi. À chiếc 505 chốt rồi, đang tháo ra dọn để giao. Chưa, sáng nay em mới tháo ra này. Giờ đang dọn xong rồi để giao cho chú ấy luôn đấy. Máy xịt rửa đây đẹp không? Đây thay phớt rồi. Rồi đang bỏ ra thay phớt đây đồ. Con này đang để giao đi Gia Lai, chốt rồi. Phớt này không bị mà bị phớt này đây. Bị phớt chụp chút chút phớt đứng ở chỗ cái cốt tay anh ấy. Phớt ngang, phớt ngang, phớt ngang. Vâng. Đấy, phớt ngang. Tháo này đó. Chiếc 275 đang chờ thay lốp. 320 nha. Đó, hiện tại thì em đang có chiếc này 101. Giá cả thì em báo đây rồi nhá. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Ok, chào các bác.
nhét nó về luôn.